Thành xin kính chào quý vị khán thính giả của Người Việt TV đến với chương trình Việt Nam 24 giờ. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Reuters và BBC bình luận về mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Thầy bói xong vào nhà thầy cúng đâm chém khiến hai người thiệt mạng. Hoa hậu Heranie vào danh sách 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2019. Thưa quý vị, hai hãng hàng không Việt Nam là Vietjet và Bamboo Airways mới đây đã ký hợp đồng mua hơn 100 máy bay của hãng Boeing trị giá hơn 15 tỷ đô la, trong đó riêng Vietjet mua 100 chiếc. Reuters bình luận rằng lễ ký kết các hợp đồng kinh tế diễn ra khi tổng thống Donald Trump đang ở Việt Nam vào ngày 27 và 28 tháng 2 sẽ góp phần thắt chặt quan hệ kinh tế và quân sự giữa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam. Reuters cho hay Vietjet, một hãng hàng không tư nhân, thường nhân dịp các tổng thống Mỹ tới Việt Nam để ký kết các đơn hàng khủng mua máy bay của Hoa Kỳ. Hãng này trước đây cũng ký hợp đồng mua 100 máy bay Boeing 737 MAX thân hẹp khi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama sang Việt Nam. Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ tuyên bố tuần trước rằng Việt Nam tuân thủ đủ các tiêu chuẩn hàng không quốc tế. Vietjet đưa vào vận hành 385 chuyến bay mỗi ngày trong nội địa Việt Nam và tới các nước như Nhật Bản, Hồng Kông, Nam Hàn, Đài Loan, Singapore, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar và Malaysia. Bamboo Airways cũng dự kiến mở đường bay quốc tế vào quý 2 năm nay tới Nhật Bản, Nam Hàn, Thái Lan, Singapore và đường bay thẳng tới Mỹ vào cuối năm nay. BBC dẫn lời phát ngôn viên của tòa Bạch ốc cho hay các thương vụ này sẽ giúp hơn 83.000 việc làm ở Mỹ và mang lại sự an toàn tin tưởng cho các hành khách quốc tế và Việt Nam. Thưa quý vị, một vụ án mạng vừa xảy ra do mâu thuẫn giữa hai người làm nghề thầy cúng xem phong thủy ở phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định tỉnh Nam Định vào ngày 4 tháng 3. Bảo Thanh Niên dẫn lời cảnh sát tỉnh Nam Định cho biết khoảng 4 giờ sáng ngày 4 tháng 3, ông Trịnh Viết Ba, 52 tuổi, cư dân tỉnh Nam Định, làm nghề thầy cúng, cầm hai con dao sang gọi cửa nhà ông Bùi Sĩ Được, 79 tuổi, cũng làm nghề thầy cúng. Nghe tiếng hàng xóm gọi, bà Phùng Thị Mai, 75 tuổi, vợ ông Được ra mở cửa thì bị ông ba đâm chết tại chỗ. Sau đó ông ba tiếp tục đâm ông Được và đâm anh Bùi Sĩ Thắng, 46 tuổi, con trai ông Được. Tiếp theo ông ba lao lên gác đâm chị Phạm Thị Dung, 42 tuổi, vợ anh Thắng, làm chị tử vong ngay trên giường. Chỉ có con gái chị Dung mới 18 ngày tuổi may mắn thoát nạn. Sau khi gây án, ông Trịnh Viết Ba về nhà đóng cửa, cắt cổ tự sát, nhưng không thành và đã được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức Hà Nội điều trị. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông Trịnh Viết Ba cho rằng nhà ông được yểm bùa nhà mình nên đã mang hung khí sang tấn công. Thưa quý vị, Hoa hậu Hennie, người lọt vào top 5 của cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới Miss Universe 2018, là một trong 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019, theo tạp chí Forbes Việt Nam. Đây là lần thứ hai tạp chí Forbes Việt Nam công bố danh sách này, bao gồm các gương mặt phụ nữ nổi bật trong các lĩnh vực kinh doanh, chính trị, khoa học giáo dục, hoạt động xã hội, truyền thông, nghệ thuật, sáng tạo và thể thao. Trong đó, Hoa hậu Hennie là đại diện thuộc lĩnh vực giải trí và thể thao. Báo Thanh Niên cho biết năm 2018, thời Henie là một trong các hóa hậu tạo được ảnh hưởng với giới trẻ và cộng đồng ở Việt Nam. Hiện cô đang bận rộn với các vai trò như là đại sứ hình ảnh của lễ hội áo dài ở Sài Gòn và đại sứ truyền thông của lễ hội cà phê ở Buôn Ma Thuột để quảng bá những nét đẹp văn hóa du lịch của Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Việt Nam 24 giờ ngày hôm nay công thành xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau